ngay bây giờ. Vâng, và lời nói đầu tiên cho phép Nguyễn Trung xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả có mặt ngày hôm nay. Và ngày hôm nay Nguyễn Trung xin gửi đến quý vị một bài hát được mang tên Chút Kỷ Niệm Buồn ạ. Xin mời tất cả quý vị mình cùng lắng nghe ạ. Rồi ở dưới thì những người đẹp của em đang ủng hộ và phục vụ những cái bé cho quý anh chị mình. Thì mong là quý anh chị mình ủng hộ thật là nhiệt tình cho những người đẹp của em bên dưới luôn ạ. Chút kỷ niệm nhưng em khó quên, ngồi bên nhau chú mưa, biết em về không ai đón đưa, đường xa chân lối thưa, chúng ta cùng đi chung dưới vườn. Rồi từ khi chia tay biết bao lần gió mưa trở lại, chỉ mình anh nơi đây ngóng trong hoài một bóng hình ai. Chiều mùa thu mưa bay buồn này em đâu hay, tình nồng lên bên cây để anh ươm ấp giấc mơ u. Chút kỷ niệm sao em nỡ quên, đường xa đâu quá xa, cớ sao từ lâu em chẳng qua, để anh nghe xót xa mỗi duyên tình của hai chúng ta. Bóng hình ai chiều mùa thu mưa bay buồn này em đâu hay, tình nồng lên bên tay để anh ươm ấp giấc mơ u hoài. Chiều nay không có em, gió mưa về nghe thương nhớ thêm, làm sao anh biết tên chút kỷ niệm sao em nỡ quên, đường xa đâu quá xa, cớ sao từ lâu em chẳng qua, để anh nghe xót xa mối duyên tình của hai chúng ta, để anh nghe xót xa mối duyên tình của hai chúng ta. Xót xa mỗi duyên tình của hai chúng ta. Vâng, Nguyễn Trung xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Rồi dạ. Alo, rồi Có một em gái ở xa không có đến sân khấu được, cho nên nhờ Cần là gửi tặng một cái lẵng hoa cho Trung. Thật sự thì cái lẵng hoa này là 2 tuần trước là đã đặt rồi, đã gửi cho Trung, nhưng mà hai anh em không có lịch diễn chung, cho nên là cái người em gái đó là hẹn tới bữa nay để coi được livestream để thấy Trung nhận cái phần quà này. Và có một lời nhắn nhủ là em gái chúc anh ba Nguyễn Trung thật là nhiều sức khỏe và đạt thật là nhiều thành công trong cuộc sống cũng như là trong con đường nghệ thuật. Xin mời quý vị cho một tràng vỗ tay ạ. Vâng, Nguyễn Trung xin cảm ơn bạn Anh Net Bui, cảm ơn bạn rất là nhiều ạ. Cảm ơn tình cảm của bạn đã dành cho Nguyễn Trung và cảm ơn Lê Cần đã hỗ trợ ạ. Rồi và vòng loại tiếp theo của chúng em cũng đang rảo bước ở dưới phục vụ những cái bé cuối cùng cho quý anh chị mình. Thì ngay bây giờ quý anh chị nào mình đã có cái bé trên tay, chúng ta hướng mắt về sân khấu chuẩn bị do số ạ. Rồi quý vị ơi, đây cũng là vòng loại thứ 5 tiếp theo rồi.